Kính chào quý vị và các bạn. Trong 3 ngày tới, khu vực Đông Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của hội tụ gió yếu trên mực 1.500m và rìa nam của giải thấp hình thành ở phía Bắc, nên thời tiết phổ biến có mưa rào và dông rải rác. Mưa tập trung nhiều vào chiều tối, đêm và sáng, còn trưa chiều có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 31 đến 34 độ, còn thấp nhất về đêm từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Các tỉnh Tây Bắc Bộ cũng chịu tác động của các hình thế gây mưa nên có mưa rải rác, chủ yếu là vào giai đoạn chiều và tối. Trong cơn dông có thể kèm theo nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, người dân chú ý đề phòng. Còn nhiệt độ duy trì ổn định, ngày đêm ở mức dưới 34 độ. Khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, những ngày qua đã có mưa lớn diện rộng, ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt của người dân. Dự báo là 3 ngày tới, mưa giảm nhanh, ban ngày trời có nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ từng ngày, tuy nhiên vẫn phổ biến ở dưới ngưỡng nắng nóng. Trong khi đó, khu vực phía Nam đèo Hải Vân, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có thể có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 30 đến 34 độ. Với khu vực Tây Nguyên, gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ yếu đến trung bình, nên khu vực phổ biến xảy ra mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có mưa vừa mưa to, tập trung vào chiều tối và tối. Cần đề phòng trong cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở mức là từ 28 đến 31 độ. Cũng chịu tác động của gió mùa Tây Nam, nên tại các tỉnh thành miền Nam, khoảng thời gian từ sáng tới trưa chiều, trời có nắng gián đoạn, với nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 34 độ. Sau đó vào chiều tối có mưa rào và dông rải rác, người dân đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc, gió giật có thể đi kèm trong cơn dông.